Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa anh em mọi người đi xem một cái giải thi chim chào màu đột biến lớn nhất tại Gia Lai từ trước đến giờ. Giải này là giải siêu cấp Tây Nguyên chim chào màu đột biến nha anh em mọi người. Ui là trời, lần đầu tiên mình thấy cái con chim hắc màu ở ngoài đời thật luôn anh em mọi người. Trời ơi, nhìn nó ngầu ghê luôn. Ngày hôm nay thì có anh Ngọc Nhân với lại là anh Hoa Vinh nữa mọi người. Hoa Vinh nhỏ nhỏ con đứng ngay cây sắt á. Xin chào tất cả anh em mọi người. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 8 mọi người. Thì tình hình là sáng ngày hôm nay ở Gia Lai mình có tổ chức một cái giải đấu, giải thi đấu 39 lòng của những cái con chim chào màu đột biến. Đó, cho nên là sáng hôm nay mình quyết định là đi quay cho anh em mọi người xem cái giải thi đấu những con chim chào màu đột biến thì đấu như thế nào. Và mình sẽ quay cho anh em xem những cái vẻ đẹp của những con chim chào màu đột biến nó đấu nha. Ô, bay đâu vậy? Mổ. Đó, đứng lên tay mình vuốt vuốt vậy cho nó đỡ bay mọi người. Thì tình hình là sáng hôm nay, ủa nói tới đâu rồi ta? Tình hình thì sáng hôm nay mình sẽ đi quay cho anh em mọi người xem cái giải đấu chim chào màu đột biến cách chỗ mình đây khoảng tầm 16-17 km. Thì bây giờ mình đang đợi một đứa em nó qua nhà mình, hai anh em chạy đi. Thì trước khi đi ở nhà cho mấy ngày nó ăn cho nó ổn định đường ruột á, tại vì đi cả về chắc nó phải rơi vào tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ mọi người. Thành ra là cho tụi nó ăn. Tụi nó hiện tại cũng biết mổ sơ sơ rồi mọi người. Đó, còn ôi trời ơi. Giỡn cứu em. Trời ơi. Anh em ơi. Thì mình nói ngắn gọn nha. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi chờ đứa em nó qua. Hai anh em mình đi quay mọi người. Đó, một cái giải đấu chim chào màu đột biến lần đầu tiên tổ chức ở Gia Lai. Thì hy vọng là sang năm thì mình mới bắt đầu có những con chim để mà tham dự những cái cuộc thi như vậy. Còn hiện tại bây giờ thì mình chưa có. Cũng rất là háo hức luôn mọi người. Chim mà bình thường thì đi thi thì có rồi, nhưng mà chim đột biến đi thi thì chưa có. Bây giờ hả, cho tụi nó ăn xong rồi cắt đi thôi. Còn cái con cà tân thì ngày hôm qua đi thi thì trời thời tiết trời mưa mọi người. Trời mưa chơi dưới bạc rồi người ngồi khá là gần, nó khá là nhát người, đánh khá là tốt luôn. Mà tới khi xếp vô gần người nó sợ, nó cứ nó nhìn người không, nó không chịu đấu, nó rớt. Cho nên là ngày hôm qua thì cũng là cái giải đấu cuối cùng của nó. Mình cho nó đi thi thì mình cũng có chia sẻ khá là nhiều video rồi đó. Đi thi ngày hôm qua nữa thì tưởng đâu nó kiếm được khối cát xong rồi mình cho nó nghỉ luôn, đập máy. Nhưng mà cuối cùng nó rớt thì cũng cho nghỉ luôn mọi người. Đó. Thôi bây giờ mình đi thôi mọi người. Mấy đứa này nó ăn no rồi, bây giờ nó dở quẻ nè. Đi thôi, anh em mọi người cùng mình đi xem cái giải đấu chim chào màu đột biến nha. Ok.
nào lỗ này phải lỗ đó ưu tiên cho thứ đó. Ok, bắt đầu nào cuộc đời. Lần đầu tiên mình nhìn thấy một cái con chim hắc màu ở ngoài đời thật luôn nè anh em mọi người. Trời ơi, nhìn cái điệu bộ của nó, nhìn đúng cái bộ nó khủng ghê luôn. Nhìn nó ngầu ghê luôn mọi người. Nguyên một cái dàn chim này thì không phải là chỉ chim ở Gia Lai đâu mọi người. Gần như là chim ở tất cả mọi miền trên Việt Nam luôn mọi người. Anh em người ta tập trung về Gia Lai để mà người ta chơi. Đó nè mọi người, chim bạch rồi đầu trắng rồi đủ các kiểu. Thì ngày hôm nay có anh Ngọc Nhân đang livestream với lại anh Hoa Vân, nhỏ con đội mũ nâu nâu của mọi người. Đó, có hai anh đó. Anh Hoa Vân thì ảnh là chủ trại chim màu khá là lớn. Mình cũng xem YouTube thấy ảnh khá là nhiều rồi mọi người. Mình thấy chim màu gọi là chim trà màu đột biến đây nè. Nó chơi thì không bằng chim trà màu đen mình đâu. Nó chơi thua một tí xíu. Nhưng mà nó phụ thuộc nhiều yếu tố mọi người. Tại vì hiện tại ngày hôm nay cũng trời đang mưa nữa mọi người. Trời đang mưa, chơi cũng chơi dưới cái máy vòm. Đó, nhưng mà mình thấy nó chơi không có nhiệt bằng chim trà màu mình. Nhưng mà kể cả trà màu của mình mà chơi mùa mưa này thì nó cũng cà lơ phất phơ vậy thôi mọi người. Đó, với lại là mình nghĩ là tại vì do cái phong trào trà màu bạch đó, nó chưa có phổ biến. Thành ra là nó ít có những cái nơi để mà anh em giọt đồ á, giọt va chạm với nhau á. Đa số là mình mang cái con chim trà màu bạch mà ra một cái dàn cà phê bình thường á, thì con chim bình thường nó không có dám chơi với chim bạch. Đó, mà con chim bạch này nó chơi với chim thường nó cũng cà lơ phất phơ lắm. Thành ra nó không có cái gọi là cái trường, cái hội để mà anh em chơi á. Thành ra là nó mình cảm giác nó vẫn bình thường mọi người. Mình nghĩ cái này nếu mà thời gian sau này có nhiều cái giải thi giống như vậy thì cái phong trào nó đi lên thì mình nghĩ nó chim bạch nó phát huy khá là ok mọi người. Đó, cái con này nè, cái con này chơi khá là tốt luôn á. Mình theo dõi nó từ đầu tới giờ, nó chơi nó lật cầu đâu khác thì chim thường đó mọi người. Chim đẹp ghê luôn, chơi đúng đã luôn đó mọi người. Không biết là khi nào mình mới có được một con chim giống vậy đi thi. Bây giờ sẽ ráng phấn đấu để mà qua năm mình cũng sẽ có những con chim bạch đi thi mọi người. Thì bây giờ hiện tại nó đang là top 20, còn loại vài con nữa là vô top 10 rồi mọi người. Con này cũng đẹp ghê, con bạch đẹp. Con hắc màu cũng được vô top 20 mọi người. Đó, bây giờ thì hiện tại còn mười mấy lòng. Khoảng vài con nữa thì sẽ vô top 10. Cái giải thi ngày hôm nay là 39 lòng, nhưng mà đã có 20 giải luôn nha mọi người. 39 lòng, 20 giải mà 10 chiếc xe luôn nha. Hình như là nhất nhì ba đồng giải ba và 6 giải khuyến khích là đều là xe máy hết. Chỉ có top 20 là tiền hay sao? Top 20 là tiền. Bây giờ thì chim đang tranh vào top 10 rồi mọi người. Thôi anh em mọi người cùng xem nha. Thôi mình không nói nữa. Mình không có phiên dịch nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái giải đấu ngày hôm nay là 39 lòng mọi người. Mình cứ tính sơ sơ cái dàn chim này 39 lòng thì cứ mình tính sơ sơ giá rẻ rẻ thôi nha, rẻ rẻ thôi, tầm 100 triệu một con thì 39 lòng là 3 tỷ 9. 3 tỷ 9 anh em mọi người. Cái này là mình tính gọi là tính sơ sơ thôi, chứ có nhiều con chim lên vàng này có nhiều con 200-300 triệu chứ không phải là 100 triệu mọi người. Vài chục triệu cũng có, trăm triệu cũng có. Mình cứ tính sơ sơ thôi. Nguyên một cái dàn chim này là dàn chim bay mùi tiền nè. Dàn chim này bay mùi tiền, nhìn con nào cũng thấy tiền không á. Chim bạch thì bây giờ mình cũng có rồi, cho nên là mình cũng cố gắng phấn đấu hả, gọt cho nó đi vàng. Chim nhà mình thì cứ 2 ngày mình cho đi vàng một lần, đi từ lúc chim non đi cho tới khi nó trưởng thành luôn. Thì hy vọng ngày này năm sau mình sẽ ăn Tết xong thì mình sẽ có con chim bạch cà phê rồi. Ngoài cái việc ghép đẻ ra thì mình cũng sẽ sắp đi thi. Bước vô cái dàn thi chim bạch này nó giống như là bước vô một cái thế giới khác vậy mọi người. Nó cái cảm giác nó khác lắm, tại vì riêng cái dàn chim nó cảm giác nó bay mùi tiền rồi đó. Đó là cái thứ nhất. Và gần như những gương mặt nó lạ lẫm lắm, tại vì xưa giờ thì chim đen mình chơi bình thường thì anh em quá khá là quen thuộc rồi, ai cũng có thể chơi được. Nhưng mà chim bạch thì bây giờ giá trị nó cao. Mình nghĩ chắc khoảng 1-2 năm nữa thì giá nó sẽ thấp xuống, thì gần như anh em mọi người ai cũng sẽ gọi là ai cũng sẽ đủ khả năng để mà sở hữu được những con chim bạch, chim bông, chim đột biến á, thì lúc đó chơi nó vui hơn. Còn bây giờ thì cái số lượng người để mà sở hữu chim bạch đó, nó cũng khá là hiếm. Như cái huyện của mình đây á, cũng khá là nhiều anh em chơi, mà chim bạch thì gần như hiện tại chỉ có một mình có thôi, chưa có ai có luôn mọi người. Hiện tại bây giờ chim đang đánh chung kết nè, cái con mà lúc nãy mình nói mình thích á, 011 á, khả năng nó vô nhất luôn anh em mọi người, đánh quá đẹp luôn. Lúc nãy nó xìu xìu xuống, nó chuẩn bị rớt rồi, nhưng mà sao nó giật lên nó chơi lại, chiến này nó nhất luôn rồi. Anh em mọi người đánh đẹp quá trời đẹp. Giờ thì trọng tài đang có kết quả nè anh em mọi người. Cái con 011 nhất chắc rồi, đánh quá đẹp luôn, bóng bộ đẹp, quá đẹp. Lúc nãy thì có mấy con chim so kè thái độ ngang nhau, đấu ngang nhau, nhưng mà cái đột biến nó ít hơn, cho nên là nó phải rớt mọi người. Nó sẽ, cái giải thi này là giải thi đột biến, cho nên ưu tiên những con chim đột biến nhiều hơn thì nó sẽ vào giải, còn những con đột biến ít hơn mà đánh ngang con đột biến nhiều hơn thì nó sẽ rớt mọi người. Thì trọng tài đã có kết quả rồi, thì cái con 011 là nhất chắc rồi anh em mọi người đó. Thôi bây giờ cái cuộc thi này nó cũng đã hết rồi, mình xin phép anh em mọi người mình đi về nha. Chúc tất cả anh em mọi người có những cái giây phút xem video vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, mình đi về đây.